Johnny and Tommy. Hello anh em nha. À đậu cam đâu rồi? Cái gì chơi phim vậy anh Tư? Người ta cho anh em nghe nhạc đầu của chim cho nó sung sức mà anh Tư kêu chơi phim chết mẹ rồi. Nghe nhạc hay đúng không anh em? Tại vì hôm qua tôi ngồi tôi buồn tôi cày lại cái bộ phim bóng của Anh Quốc. Cậu vừa mới coi qua tới phần 5, phê thiệt. Nghe đâu là phần 6 mà ra full luôn rồi. Đấy rồi cày được mấy tập liền. Tới cực kích. Trời tại bên đây là giới hạn giờ coi phim mới chứ. Nên anh không có coi được chứ không phải là chiến với anh em mấy tập rồi. Nghe đâu là phần 6 ra full rồi. Nhưng mà chưa có thời gian cày. Giờ ví dụ tôi coi anh em cũng coi bị nhảy tập mà. Tôi coi tới phần 5 bòa luôn rồi. Coi vậy là anh em bị coi nhảy tập. Anh em đủ xem được. Vote bộ nào xem đi Ly ơi. Kiếm bộ nào coi đi anh hả? Hả giờ này kiểu anh em muốn dính lại phim hả? Mà thấy đâu có phần nào hay đâu. Bây giờ không ấy á. Anh em nhớ cái bộ phim mà cái bộ phim nó giống như là trò chơi cung mật của Nhật Bản không? Cái đó là gì ta? Alice à? Đúng rồi đó. Alice mốt cái đó nó ra anh em mình chiến. Chứ bóng Anh Quốc giờ xem bị nhảy phần anh em coi đủ sướng được. Má giờ lại nhiều cảnh chụp chọt quá. Má tao bay kinh chết luôn anh em. Cái này mình mới coi hình không mà con boss nó đã gửi. Nhận thấy bạn đang gọi là coi thể loại 18 cộng đòi trụy này nọ cảnh cáo lần một. Đồ cái tới lúc tôi coi chắc nó đẩy tôi đi xa luôn quá. Bởi vì phim nhẹ nhàng thôi. Coi The Boy đi lia. The Boy bữa nghe đâu là mấy cái bộ đó cũng đang hot lắm nha. Hôm qua cũng có nhiều anh em giới thiệu mấy bộ phim hay chứ. Để ngồi gánh mình ngồi mình cày. The Boy 18 cộng không à. Thôi coi né mấy phim 18 cộng anh em ơi. Còn mấy quả đó là chết kinh luôn á. PK Blender mùa 6 rồi anh. Ừ anh có nghe nè. Má anh hôm qua anh mới coi xong phần 4 xong. Anh coi được mấy tập phần 4. Má ngầu kết trong mafia ý quá. Nhìn kiểu chất với ngầu. May là Tommy là diễn viên chính chứ không cho bốc hơi rồi. Anh không chúc bạn già anh 25 tuổi à. Bạn già anh 25 tuổi là ai ta? Không bạn nào sinh nhật 25 tuổi. Vincenzo, trời Vincenzo anh xem từ đời nào rồi. Hồi đợt anh chơi GTA tính là anh lấy cái tên Vincenzo á. Mà tự nhiên anh coi qua bóng Anh Quốc xong rồi anh ấn tượng được anh niên Johnny đó. Tại vì anh cũng thích cái tên Johnny. Anh cũng thích cái tên là Johnny nên anh lấy tên Johnny đó luôn nghe cho nó vui vui. Ai ngờ mà khi đặt gò đéo thấy vui chỗ nào toàn là bị gọi là chó không. Hôm nay sinh nhật đánh cha đó đuổi mẹ ơi trời ơi. Ở đây sinh nhật trường nè, không biết trường có đãi nữa. Trường có đãi tối nay anh em đi ăn không? Mà bé Len nó sinh năm 97 nó thua tôi 1 tuổi, tôi 26, tôi 26 là nó 25. Sinh nhật này tháng 10 của tôi là tôi 27. Ai da, có cảm giác mình già quá vậy ta. Mình đi được gần nửa đời người đó chứ. Cảm giác lo lo ngồi ngẫm lại sao mà mình không mà già dữ ta. Đã vậy Quốc hơi bỏ tóc, trời ơi sao mà nhìn vô cam tóc tôi nó già như ông già nhìn chán vậy. Hôm nay phải đi cắt tóc mới được. Ngày mai phải đi cắt tóc mới được anh em ơi. Chứ tóc tai thì chán quá à. Vuốt được hai mái luôn chứ. Tính ra anh Lê hơn em tận 9 tuổi à. Trời ơi má già quá à. Không nhưng mà còn trẻ cứ tận hưởng đi em. Còn trẻ thì tận hưởng mà sức trẻ đi. Như anh hồi xưa anh như cái tuổi của em mà anh không biết mà lo nghĩ là gì luôn á. Anh chỉ việc ăn chơi sống cho nó sướng. Tự nhiên vô cái tầm khoảng 20 mấy tuổi, 25 tuổi đổ lên rồi phải suy nghĩ nhiều thứ. Không còn vui hồi nhỏ nữa. Chú liền. Thiệt. Cảm giác mà anh em biết thích, có biết cái cảm giác mà ăn uống ngủ nghỉ không phải lo lắng gì không? Sướng lắm. Nghe nhạc buồn quá à. Má buồn ngủ luôn á chứ. Gì đang ngồi tâm sự tuổi già sống quốc quá nhạc buồn này. Thôi vô chơi game. Nếu được sở hữu em trong 15 phút anh sẽ làm gì? Mà to quá. Tôi đồ má lấy khăn tôi mặc lại đồ cho em liền. Gái lứa mặc đồ hở hang quá. À, còn tôi xin lỗi. Bởi vì hồi nãy rõ ràng là hai cặp đấu siêu sao đại chiến vừa rồi. Các bạn có thấy thỏa mãn không? Bạn gái Quy TV xuất hiện trong giải vô địch Đông Nam Á gây náo loạn hội trường nào núp lên này chứ vậy? Giảm chinh phục là sao? Trời ơi là trời. Không được. Đang ly cà phê, chơi chết một con ghẹ, ok quá là phê, không có chỗ
nó để mà chê sexy giống y Angelina Jolie. Cái eo nhỏ nhỏ, cái ấy to to. Em có bạn không? Có. Em có bồ không? Không. À, biển đẹp quá vậy. Biển đẹp thiệt luôn á. Thanh mèo à. Đang ly cà phê, chơi chết một con ghệ. Ok quá là phê, không có chỗ nào để mà chê sexy giống y Angelina Jolie. Cái eo nhỏ nhỏ, cái ấy to to. Em có bạn không? Có. Em có bồ không? Năm tuy lên 15 tuổi, mơ là mai đồ. Ba lô mang là bút viết, mà cầm trên tay cái micro. Với nhiệt độ còn nhiều người. Ôi là trời, bé này nó để cái bong bóng nước ở bên trong hay gì vậy? Làm yên đi hai thằng lồn đấy lên. Lẹ. Bị con mẹ được làm yên đi. Lại vãi lồn nữa rồi. Mẹ ăn đây. Đừng giống chú Len nha con. Sao con má mày ngày nào cũng đi cả nào. Mày về đây. Mày về đây cũng biết mẹ mày. Lột kia nó hổn chửi ba. Má kêu nỉ vậy đó. Lột già nó hổn thiệt. Bốn cộng thêm một kêu, cộng thêm một kêu. Bốn thằng chó này đẩy đâu vậy má nó. Xong nhấn đầu tao vô luôn đi. Thằng kia đi rồi, thằng này giờ sao? Nếu mà là anh em sẽ chọn phương cách nào? Bình tĩnh, xoay 180 độ qua để cầm cái tay lái, hay là anh em nhảy xuống, hoặc là anh em ngồi tới lúc mà nó đâm vô một cái gì đó dừng lại? Nếu mà là mọi người sẽ xử lý tình huống này thế nào? Như tôi là độ bình tĩnh, rút điếu thuốc ra mồi cái, xong rồi xoay nhẹ 180 độ, giết con ga lên, bóc đầu cái nữa. Bình tĩnh mà xử lý anh em, đừng có cà cuốn. Chơi game là không có cà cuốn. Cà cuốn là đi. おうちの困り事に。 Anh em thấy nào, edit cho tôi xóa thằng này ra khỏi khung hình được không anh em? Tôi xóa này. Khớp dữ vậy. Khớp luôn á. Đi loại mà tôi đéo thích cái chen này tí nào nha. Không thích cái chen này một tí nào. À. Sorry rồi anh em. Nãy thằng lồn kia nó ngồi kiếm mối tôi đồ. Má tôi đang kiếm địa chỉ đó. Dạ. Đồ má. Má hèn gì trong mặt đồ má rồi như con chó vậy.
Hèn gì trong mặt đồ má đồ như con chó vậy. Tao chưa bắt được mày thôi chứ độ. Mày hãy tận hưởng những ngày vui bên ngoài đi. Mày hãy tận hưởng những ngày vui bên ngoài đi nha. Má thì cái nhan sắc này mà tôi ngồi trên stream thôi, khỏi cần nói chuyện gì nhiều, chỉ việc ngồi. Anh chào mấy em nha, là mấy bé là vậy nè. Trời ơi, anh Ly chào em kìa. À, anh Ly ơi. Anh Ly ơi, gọi tên em đi anh Ly. Trời ơi, là trời là đổ chết liền. Ngồi nè. Anh Ly ơi, thôi đừng chơi game nữa, nhìn vô cam cười thôi là được rồi. Đó. Anh Ly nhìn vô cam cười thôi là được rồi nha. Sao mình khổ quá mà não đáo vậy ta. Kiểu nhìn ảo ảo mà cái mặt của tôi anh em thấy mặt hư sinh đúng không? Tôi mà được bảo mình tập kiểu đó đưa lên các anh em bất ngờ liền. Kẹp là chết liền luôn á. Ôi trời ơi. Ê, lọn nách. Chết. Anh có 999 nha, đâu được rồi, anh có tập mà anh xả cơ rồi. Cảm ơn Minh Thảo đây. Cho anh em mà không biết thì từng tập qua mà. Nó có sách là mắt có chấn liền, hồi đợi anh có tập game mà. Nhìn này cái ai chưa nhờ. Che có mặt đi là không biết là tưởng một người khác luôn á.